Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE Teddy Long Elite BRPQ PAF. Vì là mô hình BRPQ PAF nên sẽ không có hộp. Mô hình này mình đã trưng bày trong tủ kiến, hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến tất cả các bạn. Sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Mô hình WWE Teddy Long Elite BRPQ PAF mình giới thiệu đến các bạn gồm có mô hình Teddy Long không phụ kiện mắt kính. Teddy Long là một trong những WWE superstar được các fan hâm mộ yêu mến, và Teddy Long là cựu SmackDown General Manager. Mô hình WWE Teddy Long Elite BRPQ PAF được thực hiện dựa trên trang phục của Teddy Long xuất hiện ở show SmackDown tháng 9 năm 2011. Trở lại với mô hình. Mô hình Teddy Long được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của Teddy Long được thiết kế rất đẹp ở mặt trước và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình Teddy Long được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Teddy Long, với mái tóc được thiết kế cạo trọc đặc trưng của Teddy Long. Đây các bạn, rất chi tiết. Kèm theo đó là thiết kế bộ râu của Teddy Long được thiết kế với tông màu đen rất chi tiết. Head scan rất đẹp của Teddy Long. Trang phục của Teddy Long được thiết kế là bộ vest lịch lãm và sang trọng, được thiết kế với tông màu nâu, màu trắng và màu tím làm chủ đạo. Hai bàn tay của Teddy Long, bàn tay bên trái được thiết kế là dạng bàn tay mở với biên độ hẹp đây các bạn. Và bàn tay bên phải được thiết kế là dạng bàn tay mở với biên độ hẹp đây các bạn. Áo của Teddy Long được thiết kế là áo vest, được thiết kế với tông màu nâu. Ở mặt trước của áo chúng ta sẽ thấy có thiết kế các chi tiết nổi thể hiện phần cổ áo với tông màu nâu và phần túi áo, phần nút áo, phần đường viền của áo rất chi tiết. Mặt sau của áo cũng được thiết kế với tông màu nâu và có thiết kế các chi tiết nổi thể hiện phần cổ áo và phần đường viền của áo rất chi tiết. Áo vest của Teddy Long được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Quần của Teddy Long được thiết kế là kiểu dáng quần dài với tông màu nâu và có thiết kế các chi tiết nổi thể hiện phần đường viền của quần đây các bạn, rất chi tiết. Giày của Teddy Long được thiết kế với tông màu đen, giày dài được thiết kế với tông màu đen. Phần đế dài được thiết kế với tông màu đen. Giày của Teddy Long được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Phần áo trong của Teddy Long được thiết kế là áo sơ mi, được thiết kế với tông màu trắng, và cà vạt được thiết kế với tông màu tím, rất chi tiết. Mô hình. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để xuống, để lên, để lên, xoay, xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được.
cấp hông chúng ta có thể xây được. Cấp bụng chúng ta có thể gập xuống để lên. Vì áo vest của Teddy Long được thiết kế cố định nhưng chúng ta vẫn có thể xây được cấp hông và gập được cấp bụng. Cấp chân chúng ta có thể dạng ngang để xuống, để xuống, để lên phía trước, để lên phía trước, để xuống, để xuống, để ra phía sau, để ra phía sau, để xuống, để xuống. Vì áo vest của Teddy Long được thiết kế khá dài nên việc để khớp chân sẽ bị giới hạn. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được và duỗi thẳng ra. Vì quần của Teddy Long được thiết kế là kiểu dáng quần dài nên việc duỗi thẳng bàn chân sẽ bị giới hạn. Teddy Long là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Mô hình rất đẹp của Teddy Long. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Teddy Long Elite Build and Figure VAF. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.